chiều cả nhà đi dạo dạo xóm Việt Nam, kêu đi dạo phố. Hôm nay đi dạo xóm. Bữa nay trời thời tiết nó ấm mà. Ở cái solar đó cho cái mấy nước nóng nóng hơn phòng tắm. Bây giờ là như 7 giờ mấy rồi hả? 7 giờ mấy, 8 giờ rồi đó. Trời còn sáng cỡ đây. Dưới đây này, quên rồi. À, đi phía trước là Mexico. Mexico mà không biết đá banh, đá bóng là gì hết. Cỡ đó là ôm cái banh chạy nhong nhong ngoài đường nha. Để ruộng, để đồng xuống biển rồi để chơi. Andrew, đợi. Cái đồ đây để mà chạy chiếc xe lên sẽ sửa. Austin Austin làm biếng rồi, bụng bự rồi. Bụng bự giống bụng ba. Đâu dỡ lên bụng coi. Dỡ lên. Ok đi. Rồi mấy kẻ gia đình đi bộ đi ra bị phạt kia hả? Để phạt bên kia kìa. Mấy mày thời tiết hôm nay nó hơi hầm, may là cũng có chút gió nhẹ nhẹ, không mà nó hơi khó thở cả nhà, nóng cũng khó thở. Độc lạ. Mấy cái cây này tới bây giờ nó ra đầy đủ lá rồi, nhưng mà lá nó cũng còn xanh chui non. Ở đây là nhà thì một trệt một lầu thôi, cho nên nó không có mọc lên cao cái cao chót vót cái chứ không. Xe nó chạy lên trên đó nó bị trũng xuống con. Bên kia là có hai cây ô liu. Wow, buổi chiều đi nắng vàng vàng đẹp ha. Thổi đi. Cô nó ngứa nha thằng kia. Đi, bước cái khác. Đi theo mẹ kìa. Đi qua, nhanh. Giờ cả gia đình này đi. Xe ở đây có mấy cái nhà này, ở trên cao. Trên kia cái cồn đất nó cao. Đậu xe mà chúi mũi chứ nhá. Nếu là mình đậu là hơi khổ. Hả bà Nhung, về đậu xe cũng hơi mệt ha. Giờ có cảm giác không khí mùa hè vô rồi đó. Giờ nó hơi ngọt ngọt rồi đó. Ôi, đi ngang thấy một số nhà người ta bật cái máy lạnh, máy hút hơi ở trên nhà rồi. Thì ở mỗi cái công viên ở đây đó, nó kêu có cái hồ nước vậy nè. Dịt xiêm hả? Dịt xiêm với dịt Bắc Kinh hả? Đẹp ha. Nhà ai nuôi nó chạy đây. Ê, phải nuôi không? Nuôi á. Ở đi đâu? Dịch đẹp đấy ha. Ở những cái công viên ở bên này người ta làm thêm mấy cái ao nước vậy nè.
là khi mà người ta build cái vùng này lên thì họ sẽ làm những cái hồ nước nhân tạo, tức là họ sẽ đào những cái ao nước như thế này, nó chia ra từng bậc như bậc thang vậy đó, để cho nó có cái môi sinh cho chim, rồi một số loài ở đây đó nó có kiếm ăn nó tới đó. Thì cái hồ nước này họ chỉ trữ là nước này là nước mưa đi đường này nè, nước này là cái nước mưa ở trên những cái đường này nè, trên mái nhà, trên đồ đó, trên nhà, trên đường đồ, nó sẽ xuống những cái ao này trước ha. Thì uống cái ao này trữ trước đến mức độ là khi nó đầy rồi thì nó mới tràn ra ngoài suối đó. Đây ở dưới này nó có mấy đào một cái ao nè, có những ngày mà mưa lớn rồi nó bắt đầu cái mấy cái ao này nó đầy ha, đầy nhóc luôn, rồi tới dịch đồ nó tới đây nó ở chim chóc, và thậm chí có cá nữa. Các bạn đi qua Úc các bạn sẽ thấy tới những cái khu nhà mới, cái vùng mới đó, thì ở xung quanh đó sẽ có, họ sẽ xây những cái công viên, họ build làm lên những cái công viên, là họ sẽ đào xuống chất đá chất đồ thành những cái ao hồ nước nhỏ nhỏ trong cái vùng đó. Đó, ở bên cạnh con đường này là khu dân cư sẽ sinh sống, thì sát bên khu dân cư thì có những cái công viên, rồi xây họ làm mấy cái bờ ao như thế này. U, mấy con bớt trời đẹp chưa ở trên, chim kìa, chim gì mà đầu đỏ kìa. Nó đang gì ở Angel? Đây nè, chỗ đây vịt nhiều lắm nè. Vịt mấy con chim đầu đỏ đầu đen vậy nè. Nó đang phối giống không à? Thì ở đây thì có những cái con vật ở đây á, là họ đờ trên đây nè. Lucky Mohen đó, hôm nãy thấy con đó đó, con đầu đỏ nè. Con kia là Hardhead, con Purple Swamp Hen kìa. Có con Pelican rồi nữa kìa. Ở chỗ này không có con cá chép nè, không có con trình. Mấy chỗ kia nó có mấy giống khác nè. Tùy ao thì khi người ta bỏ xuống. Toàn bộ hầu như đa số ở bên này á, là họ trồng mấy cây bạch đàn nhiều. Thì nó già, nó gãy nhánh rồi thì người ta sẽ chặt xuống. Có cao sồ, họ tới họ chặt rồi họ xây xác, họ đổ ra ngoài này. Cầm tay chút đi chứ gì đâu mà. Cho nó tình cổm. Đi đi. Cầm tay cho nó cần cổm. Đi qua bên đó. Mới mà mặt trời lặn rồi. Dễ vô đây, nhà 2 tầng không à? Thì ở đây người ta hình như là cũng có một cái luật, tức là tùy theo cái con đường. Ví dụ như là những cái gần cái công viên này nè, cái mặt tiền của cái dãy nhà này á, ví dụ như cái mặt đường trên đường này nè, thì khi mà các bạn ngày lúc mà người ta build lên á, build cái vùng đất này lên á, những cái phần đất đó mình mua thì có thể là họ phải quy định là khu vực này chỉ cấp cái nhà 2 tầng thôi, không có được cấp nhà trệt. Thì có thể là mình thấy mình để ý cũng vậy, có thể một số con đường có những cái căn nhà họ mua đất mà chưa xây nhà, thì mình hỏi thì nó phải có cái nhà một lầu gì đó. Ồ, mấy chỗ đây nhà bự không nè hả, mấy chỗ đây nhà triệu rưỡi không á, đoán nó định giá của bất động sản
người ta định giá vậy đó. Còn cái này có cái mấy cái bếp nướng barbecue. Hoa gì? Đó có cái khu vực cho gia đình ra tới đây nướng thịt nướng ngồi trời ăn. Đó, khi mà các bạn ở đây quen rồi mới có cái không khí này. Chiều cuối tuần cái đồ người ta ra ngoài này người ta chơi lễ đồ người ta không có đi xa, người ta ra công viên rồi nè. Cũng đông lắm, nhiều khi sinh nhật trên đồ người ta chọn ra công viên người ta chơi. Có những cái công viên mà đẹp đẹp, có nhiều đồ chơi cho trẻ con và cha mẹ phụ huynh là hay chọn lắm. Đây, mẫu nhà đó. Mẫu nhà đồ sộ. Wow, bây giờ có mũi rồi. Có mũi cắn con gì bộ mắt vô rồi nó bay đây ngay đây. Nó bay tùm lum nè. Đó, hồ người ta thiết kế này thấy không? Đây là nước mưa từ trên mái nhà, đường phố nó chảy xuống nó chảy vô ao, từ ao này nó chảy qua ao kia, từng ao nó đầy xong rồi nó bắt đầu nó mới đi ra ngoài, ra ngoài cống, nó ra ngoài suối. Trong ao này nó có mấy cái con này nè, con nhái cỏ nhái đồ đây. Ôi mấy bạn chạy xe hai bánh giỏi chưa? Tại sao Andrew đang cố gắng chạy hai bánh nha, không chạy bốn bánh nữa nghe chưa? Lớn rồi. Xe đó tập thể lực á, bánh nó lớn tập thể lực á, nó đạp nặng. Bữa nay Austin mua cái bánh xe lớn chạy nha, cũng phải đạp giống như mấy bạn đó. Ok. I use a two wheel. Two wheel nhưng mà cái wheel bự. Để mình tập thể lực mình chạy nha, cho nó teo cái bụng lại nha. Ok, nó bụng nó mỡ nhiều á. Mập bụng rồi đúng không? Mập bụng rồi, nó nặng rồi nha. Mình phải tập thể dục. Con phải tập mang giống như đu cây như Andrew vậy đó. Nó gọi là gì? Monkey bar. Phải tập cho nó thở lực nó mới teo cái bụng lại. Bữa nay ba đu cũng hết nổi rồi, tay yếu lại rồi. Ồ đây nè có con yêu nè, đúng không ở trên? Có cá chép nè. Nè trong ao đi. Nè trong ao này có cá chép nè, có chuồn chuồn nè, có con rùa nè, có con trình nè. Ủa con cá đây, cá gì ta? Cá đục không? Giống cá đục không? Cá nước ngọt mà. Con đó ăn ngon lắm anh Điều à. Bắt ăn. Đấy, chiều, mặt trời nó đang chuẩn bị lặn ở bên kia. Ở công viên này người ta làm rất là nhiều đồ để tập thể dục cho người lớn. Cái local cái dùng ở những người nhà trước đây nè. Sáng ra chạy bộ cái vòng này cũng đuối luôn, chạy cỡ vài vòng là đủ rồi. Rồi tới đây tập thể dục. Còn bên này phần này là phần của trẻ con. Người lớn ra kia tập thể dục, trẻ con nó cũng tập ở chỗ kia cũng được. Ở chỗ này là có ghế là phụ huynh ngồi chơi. Đồ chơi trẻ con ở bên này xích đu, cầu trượt. Công viên nào chỗ này thì nhiều đồ chơi hơn. Tương lai ở chỗ trước nhà mình người ta cũng sẽ làm lại lần. Khó quá hả? Đây là cái vòi nước cho người uống. Bên đây giờ là có cái ghế cho chó uống nữa. Đấy. Nhấn cái nút này. Nhấn nước người nó chảy ra. Còn nhấn cái nút chỗ này cho chảy lên người uống. Ok, bên này là nước công viên không đủ uống được ha, nước thoải mái uống.
có những cái ngày mà mưa lớn rồi nó gây nước, nó có một chút bị sự cố thì chính quyền tiểu bang rồi người ta cũng khuyên là không có uống nước sinh hoạt trong một thời gian, một vài ngày gì đó để nó xử lý, cũng có các cả nhà. À, bây giờ mấy đứa nhỏ nó chơi đằng kia, mình đứng chỗ này cho nó sáng sáng xíu nè. Nãy giờ đi ngược nắng quá. Rất là nhiều ở cái vùng của mình là nhiều lắm á. 5 hay 6 cái công viên đó. Đó, tuổi thơ của những đứa trẻ con ở bên này là vậy nè, ra công viên chơi, cha mẹ nó dắt đi, có người dắt đi biển chơi, tắm biển lắm đồ, có người thì dắt đi lên trên núi cắm trại, kiểu vậy thôi. Nó không có chiều ra cánh đồng thể diều như trẻ con nông thôn Việt Nam, nó không có những cái trò chơi đánh cù, đánh đáo, đánh tổng, đánh bắn bi. Bập bên luôn. Up and down. Nhẹ, nhẹ quá. Chơi lúc chóng mặt hả? Cô trúng đầu ơi anh Triều. Ok, dạ ông Tăng này đi về. Vừa đi bộ cho nó xuống cơm, vừa cho mấy đứa nhỏ ra ngoài nó chơi luôn. Ở ngoài này bây giờ có mấy con bồ mắt rồi nó cắn, hơi ngứa. Trời ơi, cái đám bạch đàn ở chỗ này nó cao giống như là vô mấy cái rừng cây lớn nha cả nhà. Cao kinh nha. Nghĩ chút là chắc là cái thời mà mới build cái vùng này lên đó, người ta trồng luôn. Thì sau này ví dụ như là cái thế hệ của cái cây bạch đàn này nó già đi thì người ta sẽ trồng lại một cái lớp cây con mới. Đèn đường đã lên rồi. Giờ chắc cũng 8 giờ. 8 giờ tối rồi. Về nhà tắm rửa đi ngủ. Dinner ăn chưa? Con ăn rồi mà. No. Chưa nè. Chiều ăn cơm rồi đó. Chưa no hả? No chưa? Ừ, đi chút xuống cơm ăn tiếp. Wow, sớm người ta trồng bông. Chỗ này cao sồ người ta mới đổ bê tông lại nè. Cái con đường này mới tinh nè ha. Thôi, từ lúc mà đi mặt trời giờ còn thì tới mặt trời lặn còn một chút nắng. Ui, cái camera đây, trời để tối mà trong camera còn sáng trưng à. Thì thấy mẹ không? Đi trước đi. Đi trước. Nè. Sáng không? Đi một tăng à. Thở. Dạo này mập cho nhà. Do đèn nhà ta
Thì security nó sáng điện báo động. Ở sau là cây phong á. Mà lá phong bên này nó không có đỏ ha, nó nâu nâu, nó không đẹp. Ở Canada thấy cái lá phong nó đỏ đẹp. Lá phong bên này nó vàng vàng nâu nâu. Trên núi cái giống lá nó khác. Tập đoàn dài đi nè. Andrew nó biểu ẩm. Andrew ơi. Ở hàng rào đây đẹp thoáng. Bây giờ tháng 10 rồi. Chuẩn bị vô khoảng giữa tháng 11 là bắt đầu đèn Noel nó đồ chuẩn bị thắp sáng lên. Đón Noel. Thì Việt Nam là trời lạnh, mấy cái quốc gia khác là trời lạnh. Thì ở Úc đây mặc áo ba lỗ nóng lê lưỡi luôn, nóng cháy cỏ luôn. Chuẩn bị vô mùa hè, đầu tháng 12 là mùa hè cả nhà. Đó, bên này thì cứ đi tập thể dục và đi dạo vậy đó. Đi cho nó teo cơ, tiêu cơm, teo mỡ. Sáng thì cũng có người chạy bộ. Ở những cái công viên hay là ở đường local thì cũng có. Khu vực này nó đẹp thì người ta hào hứng hơn. Chiều chiều đi nó đã đó. Điều nghe là hơi buồn, không không có người. Không có cái bè nào bè đi dăng cái quầy ra chỗ đây phải ngồi phải bán. Bán gì ta? Bán chè. Rồi bán bánh bèo, bánh xèo, bánh căng, bánh nậm. Ở đây có đèn đường có sẵn nè. Đi. Ta đang hơi nhiều. Bị kẹt. Ở đây không thiếu thứ gì. Đèn đường có nè. Không gian có nè. Đường rộng thoáng có nè. Thiếu mấy người bán hàng rong. Bây giờ ví dụ như cỡ chỗ đây ngay ngã ba ngay góc rồi này mà có người đỡ ra hai ba cái bàn. Nướng chân gà đang ngồi nhậu. 5 phút sau cao sô hội đồng thành phố tới nó lùa. Ở bên này là vấn đề an toàn thực phẩm nó của người ta cao, cho nên những cái người bán hàng rong vỉa hè với đồ người ta không thể làm được, không thể hoạt động được. Ở này là khu dân cư, khu buôn bán. Bán buôn ở nơi đó phải có bãi đậu xe, có giấy phép đăng ký kinh doanh đàng hoàng. An toàn thực phẩm có nguồn gốc hẳn hoi chứ không có bán trôi bán nổi được. Cho nên đó là vì sao mà bên này các bạn đi vòng vòng ở đây không thấy người ở ngoài. Tại vì người ta mua đồ người ta tới siêu thị, tới cái khu buôn bán người ta mua xong về nhà nấu ăn. Chứ không có ngồi vỉa hè. Ha? Đó là lý do mà bên này nó vắng. Chứ nếu bên này để cho thì chắc Việt Nam mình cũng bán đầy nhà hết luôn. Cho là Việt Nam cũng đem ra quầy nhà bán luôn á, không ngán đâu. Mình hôm qua mình bỏ một cái tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh mười mấy phút sau rồi có người tới lấy. Bây giờ còn cái tủ thì chưa có ai lấy cả nhà, nhưng mà từng tới là mình sẽ đi bỏ rác. Mình bỏ rác thì mình sẽ tháo ra hết rồi mình bỏ chỗ này. Đợt này thì người ta không có cho bỏ rác ở ngoài, chỉ có là cái đó là bỏ cho người ta lùm thôi, cho người ta khác người ta lấy về sao. Còn hầu như là bút chứ là keo sô á là mình phải bỏ trong cái lô đất của mình. Đấy, ở phía trước nhà buổi chiều đèn sáng.
nó cảm ứng xe động cơ ở ngoài đường nó sáng mà. Ui, chỗ này xung quanh mấy cái đèn, mấy cái đèn solar nhìn xinh xinh vui vui, đèn LED lấp lánh cho Christmas để mình đỡ ngoài luôn, chơi quanh năm suốt tháng. Sắp tới là chuẩn bị treo đèn Noel, mùa hè đều nóng nực ra đây. Có đèn này nó sáng cái góc giường đây. Chỗ đây nướng thịt, nướng đồ ngồi ăn ở sân này. Ha, y chang Việt Nam chưa? Nhưng mà có một điều là chịu mũi ha, mũi bên này nhiều lắm á. Mũi nó đói, mũi nó cắn là phần. Đây là đứa đóng cửa chưa? Đóng rồi. Bye cả nhà, bye Austin, bye Andrew. Bye bye.